thực hiện phép tính này thì mình ở đây trong đây có phép gì? Phép cộng và phép phép chia. Thì mình chia. Nhớ đi, nhân chi trước, cộng trừ sau, vậy làm phép phép chia trước vậy là bằng 1/2 viết lại nè, cộng trừ 3/5 viết lại. Phép gì? Phép chia thành phép nhân, nghịch đảo đi. 7/3 trên 3 dưới 3 rốt, vậy là bằng 1/2 cộng trừ 7/5. Đây là phép gì? Tạo. Phép cộng 2 phân số. Hai phân số khác mẫu. Ta tìm mẫu số chung đi. Còn nếu làm lẹ nè Ti, lấy đây nhân đây ra nhiêu? Ra 5. 5. Lấy đây nhân đây ra nhiêu? Cẩn thận cái dấu. Trừ 14. Vậy bằng 5 cộng trừ 14. Nhớ dấu cộng dấu trừ để gần. Hai cái mẫu này nhân lại đi. 10. Đây là phép gì? Phép cộng. Hai số. Dạ dạo. Lấy số lớn trừ số bé. Còn không nè, nợ bao nhiêu? Nợ 14. Trả đi 5 đi, còn nợ nhiêu? Chín. Đúng rồi, nợ 9/10. Được chưa? Được.